Thì Út Tâm chỉ mong sao á là thí dụ trước khi mà Út Tâm nhắm mắt á là con của mình biết được mẹ là ai, để nó biết nguồn cội là chị yên tâm ở dưới suối vàng rồi. Tại vì hiện tại chị bệnh rất nhiều cho nên Út Tâm rất sợ là một ngày nào mình nhắm mắt á, con mình không biết mẹ là ai hết. Cho nên nếu mà tướng dĩ thương cháu, thương mẹ thương vậy thì mong hy vọng cách nói được để cháu biết được mẹ mẹ mình là ai. Điều đó là chị mãn nguyện rồi, còn bao nhiêu tiền bạc của cải nó không có quan trọng nữa, nó không còn quan trọng là được biết cho con mình được nhìn thấy người đó, dù người phụ nữ đó có nghèo hay là có một hoàn cảnh nào đó, thì mở rộng ra để cho con mình biết được đó. Điều đó là chị chỉ muốn mong muốn vậy thôi. Còn nói với chị lúc Tâm á, là Út Tâm không có điều kiện mà khó khăn gì, bởi tại sao bà bỏ con hay này kia nữa, không có. Út Tâm luôn 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 á, cũng giống như là một người mẹ sanh và một người mẹ dưỡng, đó là điều tâm nguyện cuối cùng trong cuộc đời của Út Tâm. Trước tiên là em cũng rất là cảm kích về cái tình cảm của chị đã mong muốn là kiếm lại người mẹ ruột cho con của chị đó. Thì cái điều đó là cái điều hết sức là cần thiết của những người mẹ nuôi. Bởi vì nếu người mẹ nuôi không nỗ lực và không có mở lời á, thì là đôi khi con nó ngại, nó không dám kiếm. Cho nên là chị có ý thức kiếm như vậy là em trước hết là em hoan nghênh chị nghe. Rồi, chị cho em biết tên và năm sinh của chị gì ha? Chị sinh nhằm ngày 24 tháng 12 1969 ở trên cái passport. Tên thật của chị là Phạm Lợi Tài đó. Chị đang sinh sống ở, ở Hà Lan, Vương quốc Hà Lan đó. Chị đi nhiều năm rồi, cũng 40 hơn. Chị cho em biết là tên của người con của chị mà chị muốn kiếm là tên gì và sinh năm mấy? Tên con của chị là người Việt Nam mình, em chị đặt đó là Phạm Hoàng Hải Yến, nhưng mà trong cái giấy tờ thủ tục đó là Cindy Stribis, là sinh ngày 28 tháng 8 1997. Là 97 chị ha. Trong cái Rồi, vậy là hôm nay là chị kiếm mẹ ruột cho Phạm Hoàng Hải Yến chị ha. Sinh ngày 28 tháng 7 năm 1997. Và cái câu chuyện trước đây chị sinh cháu ra sao chị kể cho em nghe. Giống như lúc đó mình rất là thích em bé, xong rồi sorry cũng tìm nhiều cái hy vọng á, để được làm mẹ. Rồi xong rồi á, là mình cũng đi tới bệnh viện Chợ Rẫy, rồi bệnh viện đủ thứ từ Vũ nữa, nhiều lắm. Có một lần á, cùng năm đó luôn, là có một cái chị ở ngoài miền ngoài á, là chỉ sanh được bốn đứa con gái, chị hứa cho. Rồi cũng như mình lo thủ tục hết tất cả chi phí, chừng về nhà cái người ta thương con quá, người ta không muốn cho nữa. Mình buồn, cái mình ngồi mình mới nói, thì có một cái chị bà con á, là chị tên là chị Lành, là chị làm người đỡ đẻ cho bệnh viện Đồng Nai. Thì lúc đó tâm sự với chị thì chị nói là cũng một thời gian sau, mấy tuần sau đó, tại lúc đó đang lo cất nhà cho gia đình, thì chị mới về chị báo là có một đứa bé được giống như là bị bỏ rơi vậy đó. Rồi xong rồi khi đó mình nhờ chị liên lạc cái thủ tục, là mình chỉ nắm được là lúc đó chị nói là một người con gái trẻ với một người cậu hay người chú đi vào bệnh viện đó. Thì khi sanh ra xong rồi á, là người mẹ với người cậu bỏ đi, thì ở trên cái giường bệnh á, chỉ còn lại một cái áo len nỉ á, chị cũng còn giữ nữa. Chị giặt chị giữ đó, là cái hộp sữa với cái bình sữa thôi. Rồi không có nắm được cái thủ tục tên của người mẹ hay cái người đứng ra chịu trách nhiệm cho đứa bé là không có. Rồi xong rồi chị cứ nhận có cái tờ ở bệnh viện ra là một cái tờ giấy mà nó báo cái giờ sanh của người phụ nữ đem, là không họ tên ai hết, chỉ có là đứa bé cân nặng là 3,8 kg, là nhầm lúc 18 giờ 10 phút vào ngày, nếu mà tính là cái thời gian đó là ngày rằm tháng 7 luôn á, rằm tháng 7 năm 1997. Sanh vào lúc buổi tối 18 giờ 10 phút đó, là trên cái giấy khai ra là nó như vậy, là chỉ biết tới đó thôi.
rồi thông tin như vậy. Xong rồi khi mà em qua đây á, là được 4-5 năm gì đó, em cũng lớn rồi, bắt đầu đi học và bắt đầu chị nhờ tìm tiếp nữa nguồn cội để chị biết mẹ là ai đó. Chị cũng tốn rất là nhiều tiền á, nhưng mà nó đều thất vọng hết. Có lúc là người ta cho mình biết thông tin á, là một người phụ nữ bị tâm thần ở Nhân Trạch, Long Thành. Rồi chị cũng tìm tới cái địa chỉ đó luôn thì xác minh lại là không phải, cái DNA nó không đúng đó. Rồi nói học sinh nữa, mà cái người học sinh là chị tìm không được, người ta chỉ đưa những cái thông tin thôi. Rồi lúc mà mình yêu cầu DNA thì họ tắt ngang, thì tiền mình mất vậy đó, nên Rồi. nó nhiều cái thất vọng lắm nha. À. Rồi sau Rồi. đó chị mới nhờ anh luật gia là Trương Tiến Dũng ở trên đường 30 tháng 4 á, hỗ trợ giùm cái thủ tục thêm á. Rồi anh công an Dũng, nói chung là rất là nhiều cái cơ quan á, rồi địa phương nữa đó, địa phương nơi phường chị ở này kia nọ đồ, thì làm hết cái thủ tục ra thì em được Hòa Lan chấp nhận sang bên đây nữa, trên cái thủ tục pháp lý nha. Đó là những Bây hành. giờ vậy là chắc là cháu nó cũng lớn rồi chị ha. Dạ lớn rồi. Ở bên đây tại vì sáng sớm á Tuấn Vĩ, nếu mà buổi chiều tối thì nó có nó dễ thương lắm, hiền lắm. Hồi nãy chị cứ dẫn cái hành cho em á, rất là dễ thương, các bạn chung quanh cũng nói. Nó đang học gì chị, hay nó đang làm gì? Không, con chị ra trường rồi, học về kinh tế, nó bao gồm hết, nó giống như là ra được cái bằng thạc sĩ luôn. Nói chung là nó cũng tốt cho tương lai rồi đó, vững rồi, cái phần đó chị không sợ nữa nha. Quý quý Cháu quá trời. rất Có được người mẹ nuôi như chị phải nói rằng rất là hạnh phúc cho hai người con nuôi của chị. vui. Nói chung là mình dạy theo cái người Việt Nam mới tướng vậy. Rồi em nó lớn lên thì nó cũng học theo cái đạo đức với lại cái cách ứng xử, cái tình người nữa. Tại vì người Tây thì nó hơi lạnh lẽo chút em, còn con chị là không có, giống như là phải biết theo đúng người Việt Nam luôn đó. Nó tốt lắm Rồi, điều đó. thưa chị, bây giờ thế này, trong cái câu chuyện của chị vừa nêu trên đó thì quả thực là rất là khó khăn, vì Đúng rồi, vấn đề là chúng ta không chị không có cái manh mối nào tên của người mẹ hiểu cả, mà rồi. bây Đúng giờ rồi. thì được một cái đó là em cũng vui khi cái kênh của em á là nhiều người đã nhận nhau được ở trên kênh coi qua cái thông qua cái thông tin. Vì vậy cho nên là em cũng hy vọng là cái người mẹ đó cũng xem chương trình, và người mẹ đó căn cứ vào cái mốc thời gian là ngày 28 tháng 8 năm 1997. Thứ nhất là căn cứ vào thời gian, thứ hai là căn cứ vào địa điểm là sinh tại bệnh viện ở Đồng Nai, bệnh viện Đồng Nai. Và có một Nó đặc có một cái này nữa này cho chị bổ sung nè. Trong cái tờ giấy mà bệnh viện đưa ra đó là ngày 12 tây tháng 9, nhưng mà khi mà chị làm cái giấy cái xanh đó là người ta hỏi mình, có thể là mình cũng có được quyền thay đổi ngày nữa, là chị đổi lại là 28 tháng 8 đó. Chị đúng ra là cái ngay trong cái tờ giấy mà nhỏ xíu như nào Tuấn Vĩ chị còn giữ đó, ngày 12 tây tháng 9 đó, 12 tây tháng 9 lúc 18 giờ 10 phút buổi tối đó, là em bé nặng 3,8 kg đó. Nó rõ ràng vậy là cô gái nha. Mà người mẹ đi là có một người đàn ông đi, thì họ tự nói là họ là cậu hay cái gì thôi đó, chứ không phải là cái người đàn ông của chính cái người đẻ ra bé ấy. Và cá nhân chị Lành cũng không có nắm được rõ thông tin về người mẹ hả chị? Cái người giới thiệu á. Cá nhân chị Lành không có, tại chị Lành sanh á, rồi xong rồi có nhiều đứa bé bị bỏ rơi á, là giống như là người này, thí dụ người này kêu người kia vậy đó, để xin về năng nuôi. Đó là chị hỏi chị Lành, tại vì chị Lành cũng là bà con á, rồi chị Lành chỉ nói vậy, xong rồi chị chỉ cái địa chỉ đó thì địa chỉ đó mình đi tới cũng không phải luôn, DNA nó sai lệch hết trơn à nha. Chị cũng nắm rõ rồi, xong rồi chị hỏi là tại vì chị cứ tưởng là ở trong Hòa Liên thì mình đi vô bệnh viện nó nắm vô cái lý lịch của mình, là nó bấm vô máy là nó biết mình ở đâu rồi, nhưng mà không, ở Việt Nam không có, cho nên chị Lành nói họ không có khai tên, họ đóng tiền xong. Và cái thập niên 97 là nó chưa có phát triển về bảo hiểm em, bảo hiểm y tế á, cho nên người ta có quyền được phép giấu tên, không có khai trúng. Mà cái hoàn cảnh về sanh về bé Yến á,
Thì theo như chị đoán theo cái tâm lý là có thể là học sinh á, Tuấn Vĩ sanh rồi bỏ, tại vì còn cái việc học hành, hoặc là nếu mà một người tâm thần thì chị không nghĩ, tại vì bé Yến nó rất là thông minh mà xinh đẹp nữa, rất rất là thông minh luôn em, mà xinh đẹp nữa thì nó sẽ không nằm vô cái gen là cái người bất ổn nó rất là thông minh nha. Cũng hy vọng đó là qua cái thông tin chị chia sẻ thì người mẹ hoặc là người cậu hoặc là những người có liên quan có thể biết được câu chuyện. Thì thật sự mà nói là trong trường hợp như của chị nêu trên thì chúng ta chỉ có cầu xin ơn trên và coi như cầu may thôi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. Nếu may Tại mắn thì nếu may mắn thì có người biết được hoặc là người trong cuộc người ta nghe được. dạ thì chị cũng muốn gửi tới một cái tâm tư, giống như mình cũng là người phụ nữ á, giống như mà hôm nay thì Út Tâm cũng nhờ cái kênh của Tuấn Vĩ á đưa lên những cái thông tin để giống như mà kết nối yêu thương, tìm về nguồn cội, thì Út Tâm gửi tới cho người mẹ giống như người đã tạo và sanh ra Hải Yến, mặc dù không nuôi nhưng mà Út Tâm á là đã thay thế cái cái chức vụ giống như một người mẹ cho một đứa con bằng một cái tấm lòng và tình người, thì Út Tâm hoàn thành rồi. Bây giờ là em nó con nó đã lớn rồi, nó trở thành một thiếu nữ rồi, thì Út Tâm cũng cầu xin nó ơn trên trời Phật, rồi cầu xin luôn cái người mẹ hãy mở cái tấm lòng để đón cái nấm ruột của mình, cái giọt máu của mình trở về. Đối với Út Tâm á, là không có một điều kiện gì với cái người mẹ của Hải Yến, thì Út Tâm chỉ mong sao á là thí dụ trước khi mà Út Tâm nhắm mắt á là con của mình biết được mẹ là ai, để nó biết nguồn cội là chị yên tâm ở dưới suối vàng rồi, tại vì hiện tại chị bệnh rất nhiều cho nên Út Tâm rất sợ là một ngày nào mình nhắm mắt á con mình không biết mẹ là ai hết, cho nên nếu mà Tuấn Vĩ thương cháu thương mày thương vậy thì mong hy vọng cách nói được để cháu biết được mẹ mẹ mình là ai, điều đó là chị mãn nguyện rồi, còn bao nhiêu tiền bạc của cải nó không có quan trọng nữa, nó không còn quan trọng là được biết cho con mình được nhìn thấy người đó, dù người phụ nữ đó có nghèo hay là có một hoàn cảnh nào đó thì mở rộng ra để cho con mình biết được đó, điều đó là chị chỉ muốn mong muốn vậy thôi. Còn đối với chị lúc Tâm á, là Út Tâm không có điều kiện mà khó khăn gì, bởi tại sao bà bỏ con hay này kia nữa không có, Út Tâm luôn 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 á cũng giống như là một người mẹ sanh và một người mẹ dưỡng, đó là điều tâm nguyện cuối cùng trong cuộc đời của Tâm, bởi vì trong thời gian qua bao nhiêu chục năm rồi, hôm nay em nó cũng 26 27 tuổi rồi, tốn rất nhiều tiền Tuấn Vĩ, rất rất là nhiều tiền nhưng mà không có tìm được nguồn cội, cũng như là người này đưa qua người kia đá lợi vậy đó, ngày xưa làm thủ tục cho em đi cũng vậy, cũng tốn rất là nhiều tiền luôn, nếu mà nói hết ra là không, cái số tiền là Tuấn Vĩ sẽ hết hồn luôn, bởi vì mình yêu trẻ và mình thích mình được làm mẹ, một lần được làm mẹ, được con mình gọi mình tiếng mẹ, cho nên đó là Út Tâm hiểu hiểu hết cái hoàn cảnh của cái người tạo ra Hải Yến đó, cho nên đó là không có hờn trách gì hết, mà ngay cả con chị cũng vậy nữa đó, con chị nó cũng nói là nếu mà tìm lại mẹ chị cũng thử bao nhiêu lần, nếu như mẹ con là một người khùng hay người điên rồi như thế nào, nó nói thì phải chăm sóc mẹ càng thương hơn nữa, tại vì mình thấy như cái từ cái tình đối xử với con người ngoài đời đó em, là mình thấy con mình nó có cái tấm lòng chứ không phải là cái người mà trọng phú khinh bần, cho nên là gửi tới cho cái người phụ nữ là người mẹ của Hải Yến hãy yên tâm mở cái tấm lòng ra để đón con đi đó, cái trách nhiệm á, là Út Tâm nuôi tới bây giờ này rồi thì cứ mạnh dạn đón con trở về với cái vòng tay của mình, không có cái vấn đề gì hết, không có điều kiện luôn đó, là Tâm nói rõ rồi đó. Phải nói rằng là em rất là cảm kích trước cái tình cảm của chị dành cho con của chị, cũng như là muốn kiếm lại cội nguồn cho con của mình. Thì cái điều đó không phải người mẹ nào cũng làm được. Đã nuôi khôn lớn như vậy, bây giờ muốn kiếm cội nguồn cho con, không phải người mẹ nào cũng rộng lượng như vậy. Nên là thật sự em rất là trân trọng và cảm kích trước cái tình cảm đó. Thì qua cái sự tâm sự của chị thì cũng mong cộng đồng chúng ta hãy cùng lan tỏa cái video này
Và nếu ví dụ như trước đây mà có ai nghi ngờ một người bạn học nào đó, hay là một người làm cùng công ty, hay là một trường hợp nào đó mà có sinh con vào những năm tháng đó đó, ngày 12 tháng 9 năm 1997, thì có đáng nghi ngờ thì hãy cho người mẹ đó xem cái video này để rồi có thể người mẹ đó nhận diện ra, và ai nghi ngờ thì sẽ lên tiếng, rồi chúng ta sẽ xét nghiệm ADN. Tại vì con chị tới đây nó cũng về Việt Nam chơi, mặc dù câu chuyện chưa tới đâu nhưng mà chị cố gắng sẽ liên lạc đó, được gặp em một lần rồi uống một ly cà phê đó để cho em nhìn thấy cái câu chuyện trong tới đây nè đó, rồi chị sẽ báo cho em biết cái ngày giờ đó là gia đình của chị tới Việt Nam đó để cho em nhìn thấy cháu ở ngoài đời luôn nha. Nếu bữa nào đó chị mà cháu có về đó thì em khuyên chị và cháu nên để lại cái mẫu ADN tóc và móng tay ở chỗ trung tâm hoặc là một người quen nào đó, rồi sau này nếu ví dụ như có ai lên tiếng đó, có người mẹ nào lên tiếng, để chúng ta xét nghiệm cho nó dễ, cho nó nhanh. Chị ha. Chắc chắn là này. Có khi chị gặp lại em xong mà em hướng dẫn cái cách thức với lại cái như thế nào đó để mà mình làm nó rõ ràng hơn. Em nghĩ là phải có người lên tiếng thì chúng ta mới có đối tác để làm, còn khi mà chưa có người lên tiếng thì mình cứ để sẵn đó đi chị. Dạ đúng rồi, thì mình cũng cầu cho ơn trên trời Phật ông bà mình phù hộ độ trì cho mình thôi. Dạ cũng xin thưa với lại cộng đồng á, là cũng nhờ cộng đồng á, hãy là mở rộng cái vòng tay kết nối yêu thương để mà giống như đưa lan tỏa cái thông tin ra cho trên toàn thế giới biết đó. Như, nếu ai biết về cái thông tin của cháu Hải Yến đó thì gia đình cố tâm á, xin hậu tạ cho cái người đưa thông tin là 100 triệu và ủng hộ cho cái kênh của Tuấn Vĩ kết nối yêu thương 100 triệu để mà giống như tiếp tục cái hành trình làm những cái chuyện nguyện thiện, đem những cái giọt máu chính chủ của mình trở về nguồn cội. Đó là cái lời Út Tâm muốn nhờ cộng đồng mới chia sẻ lan rộng ra, là cảm ơn tất cả các tấm lòng vàng của cộng đồng ở trên cái mạng xã hội ngày hôm nay, rồi cảm ơn luôn cái kênh của Tuấn Vĩ kết nối yêu thương đó. Cảm ơn rất rất nhiều luôn. Thì qua đây em cũng thấy được cái sự tha thiết của gia đình, bởi vì cái số tiền đó không phải là một cái số tiền nhỏ. Nhưng quả thực á, thì quả thực là trong câu chuyện của chị cũng là một câu chuyện khó. Vì vậy thì chúng ta cứ làm hết mọi khả năng mình có thể chị ha, dùng bằng mọi cách. Trong trong đó có cái phần hậu tạ nó cũng có phần lớn lớn như vậy, thì để cho nhằm mục đích là để cái video nó lan tỏa mạnh, thì cái việc kiếm được con người này là trên hết chị ha. Còn còn cái điều kiện của chị thì sao, điều kiện có được tốt không mà chị hậu tạ lớn vậy thì sao có Không, chị cuộc sống cũng bình thường nhưng mà nói chung là thương con vì con, không có vấn đề gì khó khăn hết. Cuộc sống của chị nó ok, cho nên chị muốn làm những cái điều cho con mình thì cái tâm nguyện của mình á là mình muốn làm như vậy đó. Tương vị không có vấn đề gì hết, Rồi. em yên tâm cứ nói đi nha. Ok, vậy thì con người là trên hết, thì cũng mong là kiếm được người. Còn cái việc mà tài chính thì thật ra là để cái phương tiện cho nó dẫn đến cái thành công thôi. Rồi em xin ghi nhận nha chị nha, em xin ghi nhận cái câu chuyện của chị, rồi có ai lên tiếng thì em báo cho chị hay nha. Ok, cảm ơn chị rất rất là nhiều luôn. Chị giữ gìn Nếu sức có cần khỏe. thông tin gì, có thông tin gì cần thì em cứ liên lạc với chị bất cứ giờ nào. Tại vì cái giờ đôi khi như em rảnh rồi chị không biết đó, nên em cứ liên lạc hỏi thêm, chị bổ sung thêm thông tin. Em dặn chị một điều nè, là nếu rủi mà lần này em cập nhật thông tin lên đó mà nó chưa có kết quả, thì khoảng một tháng dài tháng gì đó chị nhắc em lại thêm lần nữa. Bởi vì đôi đôi khi ví dụ như là cái cơ duyên của người mẹ vào thời điểm này người mẹ chưa nghe được, nhưng mà có thể là nhiều lần thì có thể đến tai của người mẹ đó. Bởi vì em thấy chị cũng tha thiết đó, cho nên là em nhắc như vậy, chứ còn em thì nhiều việc quá, đôi khi em không nhớ để nhắc chị. Nên là chị có nhớ thì tháng vài tháng chị nhắc lại em nghe. Ok, cảm ơn Tuấn Vĩ rất Rồi, nhiều. ok chị nha. Bye bye chị. Bye bye Dạ Tuấn dạ Vĩ. Bye dạ bye, dạ. cảm ơn nhiều nha. Chúc Dạ thành dạ. công nha. Dạ dạ chúc thành Bye công chị. bye. Bye bye. Dạ. Dạ.